tôm phức toàn chim ngon đấy, người giói rồi xem ăn xem ăn nước chấm nào. Muối ớt quá đỉnh của đỉnh. Hai em cứ đà nhé. Mệt thật. Hai em vừa mới vào cất vào cốp ạ. Cây đã ăn quả này. Cảnh chờ đợi. Cần lên cái này đứt. Lên là rụng. Đây. Một em. Thêm em nữa nhé. Béo mũm anh em. Mùa này chim đen này béo lắm. Cây đai anh em. Đang chín. Không ăn cơm luôn. 12 giờ kém này. Nhiều người đi lại quá. Tổng được 5 em à. 3 con thịt được vứt ở nhà. 5 bê anh em ạ. Hãy giải minh nghịch. Ngồi từ 10 giờ đến giờ 1 giờ chưa ăn cơm. Bánh choco phai. Cây đa nhé. Tự nhiên như sao? Chào mà cũng bắn nhá. Hét đen này. Tổng từ trưa giờ được 7 con này. 7 con là 2 cho mà là 9. Ở cái đà đang chín anh em. Mình vừa phải được con nó rơi nước. Quay này đi hơi chóng mặt. Vừa rơi nước. Mắc đây anh em. Đây, mắc đây. Đây nha, vừa đi bèm về buổi chiều ấy, được 2 con 4 hét hàn trăm màu sáng đi vào mấy phút làm hai em cũng hét nhá, thịt sẵn rút từ lại mai bèm tiếp làm bữa chim lướng. Thịt xong rồi anh em. Sáng mai đi chợ và trưa mai đi chợ và xem có bèm được con nào nữa. Chiều mai lướt. Chim hết đen. Cái cơm em còn này. Giữ người luôn. Mình đang chờ chim cu nhé, chim ngoái. Đây có một đàn nữa, sáng và chiều tối. Cây bạch đàn trong đồi. Kết quả buổi sáng này. Ủi lãng phết nhỉ. Được cả lo đấy. Con diều hâu bay mất. Này nó gọi chim vằn nhỉ. Vằn. Con này hai lạng nhỉ. Ba lạng. Ba lạng. Lạng phết đấy.
Bây giờ vào kia chứ. Toàn đỗ ở cái bên kia bực. Vừa lắp hàng xong rồi nó bay. Bực. Được một em rơi đây. Vừa vào cái là vừa vào lưới bắn được con chim vằn về cây đa ăn quả được 3 con. Cảnh chờ đợi anh em ạ, giải trí 10-15 phút nó vài một lần, được khá nhiều loại chim đen này mùa này. Mới này ăn chán chim. Đem được 3 con, người thì lại đông quá. Và thành bắn nữa. Và thịt. Có nhiều còn 8 con nữa. Tí nướng. Nhâm này, toàn chim đen nhé. Đấy con chào màu. Được một gió này. Còn mấy con ở trong kia tí mang ra. Đây còn cỏ xiên vào lưới hết. Mình thì bem được nhé. Còn chim ngon này anh ạ. Đây, cái này qua sáng qua thui. Kết quả băm xong dưa rừng của mình mẻ hết ra. Bây giờ bắt đầu chương trình. Đây là vừa đi bem về đấy anh em, còn một con vằn nấu cháo nha anh em. Bắt đầu nha anh em, đi lấy con vặt cái con chim vằn sáng đó. Ăn lấu cháo. Tí bác lấu cháo chim vằn cho mà ăn. Đấy, nghịch tí buổi sáng hay của nó đấy. Vẫn còn nữa đây anh em ạ. Trong tủ. Chưa hết đâu. Cực ngon đấy anh em. Siêu ngon luôn. Có cần kê bên này không? Không. Đây nha, em vằn này là bây giờ vặt lông cho vào nấu cháo. Hai chị nó ok. Thế anh cho hay này, này bỏ ra để đốt đốt thêm cái than nữa. Hả? Lắm lắm này. Chín được, chín đấy không cần nước vàng quá đâu. Đúng rồi, nó chỉ chín tới là mới ngọt. Không đỏ là được. Đây nha, con chim vằn đây nha anh em. Sáng bèm được. Giờ băm cho vào nồi cháo. Cháo nấu rồi này. Tí múc bớt ra nồi khác. Băm nấu cháo. Tuyệt vời luôn. Đậm phức. Toàn chim ngon đấy. Người giói. Rồi xem bát, xem bát nước chấm nào. Muối ớt. Quá đỉnh của đỉnh. Đậm phức. Nồi cháo này không ăn em cái gì nhỉ? Cháo chim vằn. Bia chú ở ngoan đó. Múc cháo vào cái bát to này. Lúc này nó đổ ngay. Ê, 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 ê. Không dậy còn không dậy rồi. Ui, nhấc cái này đổ cho lại đổ rồi còn đi đủ tao và tao xong chết rồi còn. Để cả con luôn. Anh xuống anh về luôn. Nghĩa đi mua bánh đào luôn cái bọn này. Không biết cho ít củ mài, ít lạc vào nướng. Ăn đó. Trông cay. Nó cho luôn nó vào. Chia sẻ lại. Chim ăn. Em qua mới phát điện. Thế hôm qua mấy thằng kia say hết mà bọn anh không bị gì à? Ui, nặng bén thế được không bị gì. Ngồi lên con. Đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Thải con đéo nhớ là đông vào lúc nào ấy. Rồi. Vào đây ngồi ăn đi bà.